tìm đến thăm người yêu sau nhiều ngày không gặp. Cô gái rụng rời khi phát hiện bạn trai nằm bất động trong phòng. Sự việc được phát hiện vào khoảng 8 giờ ngày 12 tháng 6 tại dãy trọ ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc Khánh, 25 tuổi, quê Gia Lai. Thông tin ban đầu, vào sáng nay, người yêu anh Khánh sang phòng để thăm sau nhiều ngày không gặp. Tuy nhiên, khi đến nơi, cô gái gọi người yêu nhiều lần mà không thấy trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, người này liền đẩy cửa vào trong thì tá hỏa khi phát hiện anh Khánh nằm bất động trong phòng. Quá hoảng sợ, cô gái liền hô hoán cho hàng xóm ở dãy trọ đến kiểm tra thì phát hiện anh Khánh đã chết trước đó. Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, công tác khám nghiệm mới được hoàn tất. Theo những người trong dãy trọ, anh Khánh ở cùng hai người bạn khác, sáng nay thì chỉ có mình anh ở phòng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.